giống như lấy chai bia uống. Món đâu? Bây giờ dùng nào cũng có. Dùng nào. Dùng nào. Còn thiếu anh Bửu với chị Nguyệt, ngoài ra mời hôm nay mời ít người thôi. Mấy người ở đây là ở cách xa 5 phút tới 10 phút. Em đợi anh Hoàng nữa không? Ê! Hello. Có thùng bia. Thank you. Hôm nay đổi màu chút. Hả? Em không có lời gì để nói. Đổi màu chút. Phải không? Anniversary gì vậy? And the other people watching, I don't know who it is. 9 people watching. So hôm nay no special occasion, just mời mấy người này qua ăn bánh khọt, ăn mồi rồi dài thôi chứ không có chơi sáng đèn. Thấy người ta tới đây thấy vui quá rồi. Rồi quay đồ ăn nè. Hôm nay mình có mình có dạ almost there. Yep. Cái này ai đem tới nè? Wait there. Bánh khọt, cái này bánh mì gì đó, bánh khoai mì something and gỏi papaya Thái Lan. And ở đây làm mì nước nữa. Hủ tiếu Nam Giang của miền Tây. Gái mình miền Đông, miền Tây Vĩnh Long. Đúng, gần đây, Vĩnh Long, Cần Thơ nha. Hưng, sao mang áo dài, tay dài làm chi vậy? Lạnh hả? Nè, quay cái mì nè. Đeo. Trụng luôn. Trụng luôn. Đây có cái nồi súp. Hưng hôm nay anh Hưng nó ở nhà nó lo mấy món. Lớp bé rồi hả? Chưa xong hả? Tập hết luôn hả? Tập hết luôn. Yeah. Trần sơn cái trần nữa thôi, ví dụ trang trí chút chút nữa thôi. Cái này thì drop lên hả? Ủa mà sơn làm trước drop cho xong nó dễ. Làm cái này hả? Sơn thôi. Sơn thôi giống không? Sơn thôi giống vậy nè. Không có drop siêu linh mà cũng không có siết quát gì hết. Why?
Tại vì em muốn nó giống như là warehouse, nightclub vậy đó. Oh. Warehouse. Cái nào simple được rồi. Nhưng mà chơi màu gì, màu đen? Màu trắng. Ai tối là bằng màu đen, màu trắng đi. Màu đen đó. Màu đen nó gọi đèn đẹp phải không? Ờ. Ok. Tới đó tính độ sơn nó cực lắm. Cực cực lắm. Dạ, yeah, tại cái này nó yoga, yoga. Ờ, yoga nhiều lắm. Cái này xịt tin. Ồ, quán xịt thì nó bay tới tung rồi sao? Xịt thì dơ lắm. Dạ. Yeah. Wow. Sơn từ 4 ngày. Nhiều lắm. Dạ. Yeah. Cực lắm. Rồi. Lên lầu ăn một cái. Đây nghỉ mệt chút đi. Giống cái vũ trường à. Đây coi vợ. Với vợ. Sao vậy không được đâu. Trời ơi, ông này vợ này xạo sợ chúa. Càng giống rồi. Bây giờ thiệt rồi. Ông Sơn. Với đây. Ông Sơn tao mà đụng xe tao mà nhau. Dạ. Ông toàn là trong đen nữa không ơi. Thần vô cởi áo ra tao chụp hình. Ờ, mới thay thùng rác cho. Nãy giờ. Thay cho. Cởi áo ra tao chụp. Tối nay là mình sẽ tới. Ủa,
đang hay mặc đồ gì nha anh ơi. Hà Nội tiệm quá. Hôm nay ra mặt mời nhiều người tới. So mình cũng phải tiếp khách. Rồi, cái phone chụp hình. Everybody, Hân ơi, nhìn cái chụp với mấy chị cái nè, Hân ơi. Ready? Ok, chụp chụp trước đã, cười đã, ta lấy bia cho. Hân, Hân cởi áo ra làm ơn đi Hân, dưới sexy mà, dưới đỉnh có bẩn áo, làm ơn đi. Cởi ra đi, làm ơn đi, please, please. Ok 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 ok, chụp đại đi Hân ơi. Ok ok ok, được rồi. Chụp đại đi Hân. Nhà này nó nhỏ nhưng mà nó gọn. Ok. Yeah. Nói rồi còn thiếu anh mấy bia kìa. Shop John Lê. Shop Baby. Hôm nay là ngày kỷ niệm 14 năm của My Văn Hân. Happy Valentine too. Mấy đồ ăn nè, mình chưa ăn gì hết tại vì mình phải lo. So có bánh khọt nè, có bánh khoai mì gì đó, bánh khoai mì với lại Thái Lan.
papaya salad. Papaya salad Thái Lan với lại mì nước Nam Vang miền Tây. Mì nước, mì khô tùy ý. Sắp tiền tài tình yêu. I'll show you my basement, baby. Yeah, just chilling. Hôm nay bản lý là ăn ngoài đây nè, nhưng mà cái này là 10 bọc người ngồi được 5 ghế một bên, rồi ở đây cái bìa một ghế nữa là được 10 người, 11 người. So, nhưng mà tụi nó đòi ăn ở trong đó cho nó dễ lấy đồ ăn rồi này nọ. So, bức tranh này mua Việt Nam nè, đem qua Mỹ nè. Ở Mỹ này không có này đâu. Rồi ăn cơm. Cơm. đẹp hơn vậy nữa. Dĩ nhiên rồi, đi làm phải đẹp chứ vô.
Quá khen, quá khen, too much. 4 năm. Quá ngon thằng ơi. Mì nước không nè, Nam Giang ngon quá. Okay.
Thêm cái khách tâm bánh mì ngon lắm á. 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 Baby, Alex Lam, Sue, Jackie Van, 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 Catherine Nguyễn. Yeah, Catherine Nguyễn, my new friend from Drexel or wherever you're from. Anna Nguyễn. Yeah, Giảm Nhi chào hơn cho Giảm Nhi, Giảm Nhi, Giảm Nhi. Quay đồ ăn cho các bạn coi ha. Ờ, ăn hết rồi. Có mì nước, mì khô, Nam Vang, miền Tây. Có papaya salad Thái Lan, Khmer style, rồi khoai mì với nước dừa and bánh khọt. Tao lần có ai để lùm lum la. It's my daughter, 7 years old, 7 and a half. Aiden is turning 10 years old, almost 80 pounds. He was a preemie, only 37 months, so he's 2 months preemie. So he grew up to be a normal kid. Sắp hoa huỳnh. Đợi mấy anh này chụp tấm hình đã rồi đi tháo đồ vest ra rồi nhảy đàn rồi hát karaoke whatever. Dạ, dạ. Lại mấy cái này lồng này nè. Kìa cái ly đỏ trên cao kìa này. Ờ mấy cái đó đó, mấy cái đó nhỏ đó. Tưởng quá hả? Ờ thì được. Cái ly đó là ly đỏ đó. Phải rửa đi. Đây chị rửa cho. Ủa là gì ăn cái gì phát nhiều nó. Mày tới 2 giờ chiều chưa mà. Ê muốn cái ly này nó uống không nổi đâu. Uống không đẹp. Uống không đẹp. Trời nó không có. Bửu không đi đâu rồi ta. Ờ xứ hàm rồi hả? Ờ ok.
I know. Không được, không được. Cái này máy lạnh mà. Yeah, trừ khi là vô mướn thợ vô cắt được, ép nó lên được.
Ra ngoài hút thuốc hả? Kéo thuốc, kéo thuốc. Kéo xì gà đi, xì gà nó sang hơn. Sóc Thủy Nguyễn. Thì nó không bao giờ cho tôi đi. Thì bỏ gì thì đi luôn đi. Ờ, tại vì ông cũng chưa lái xe đâu. Ồ, vậy là thầy vô là đầu nhập thì chồng chưa? Cóc nè. Cóc nè. Có Khmer, Thái Lan, bánh thọt với khoai mì, với khoai mì với lại coconut. Cóc. And then có mì nước, mì khô Nam Vang trụng trụng vô giống như là ở Việt Nam. Hôm bữa ở dưới đó chơi pizza rồi. Rồi hai đứa bé của mình nè. Isabella and Aiden. Isabella means beautiful girl in Italian or Spanish, something like that. So I name her Isabella because it's very cute. And Aiden is an Irish name. I want him to have like an Americanized name, so I pick Aiden, A-Y-D-E-N. Yeah, it's cool. I like it. I pick both names out because my wife is not good with English. Rượu nữa. Nhìn sang quá. Uống cái này nhìn sang quá. Thiếu một cái xì gà nữa thôi là nhìn giống như là dân dữ không? Ăn xong rồi đi chơi. Anh Bửu thì ở dưới đó đang chơi pizza. Còn mấy người hút thuốc thì ra đây hút thuốc. Tùy ý. Đèn gió dữ hôm nay quá hả? Coi trong cái app là mình coi được trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Con nhiêu à?
còn nhiều hình lắm mà không có post. Check back later, I've been...